chú ơi, cho con hỏi như thế này nè. Con thấy chú đàn rất là hay, nhưng mà con không hiểu là khi mà một người sáng mắt thì đối với họ việc học đờn cũng đã khó khăn lắm rồi. Vậy thì cái quá trình học đờn của chú khi mà chú bị khiếm thị như thế thì sao? À bây giờ hôm nay mình cũng thật thành mình nói ha. Ngày xưa coi như nó khó hơn là cái vấn đề này nữa. Tại vì ông thầy của tôi á là ông lại là không thấy luôn. Ông khiếm thị tối hẳn luôn đó. Dạ. Đó là ông Năm Tâm. Ha. Dạ. Đó rồi ông thu coi như tôi vô học thì hoàn toàn nó cũng khó. Thì hai bên đều lên mình lên cho hai cái đờn cho ăn dây đó. Dạ. Rồi ông thầy ông khẩy như thế nào. Đó là cái đó mình chỉ nghe âm và mình đờn theo thôi. Dạ. Đó cái đó là mình gọi là nghe âm đó. Ha. Cảm âm. Cảm âm bằng cảm tay. Cảm âm đó. Ờ cảm âm đó chứ không có là mình nhìn cái phím được. Dạ. Mình chỉ hai bên là thí dụ dây 1 là ông lấy cái chữ liêu. Dạ. Thấy không? Rồi cái dây 2 là chữ C. Thấy không? Đó rồi dây 3 là chữ liều. Dạ. Đó rồi dây 4 là chữ hò. Dây 5 là chữ hò thì nghe chứ dây 3 phím 5 là chữ hò thì mình cứ nói theo. Ờ đó thì vậy đó rồi bắt đầu mình học. Mình học theo cái tiếng đàn của ông. Dạ. Đó. Chứ mình không có dạ chỉ có không có học chữ gì hết. Dạ. Coi như mình không có nhìn phím hoặc giả là mình học theo kiểu khác được. Nên thành nữ ra là thời gian học có thể lâu hơn. Dạ rồi con cảm ơn chú đã chia sẻ về cái bí quyết học của mình. Không thì vậy đó nha, đó là mình thành thật luôn ha. Dạ rồi, dạ bây giờ chú sẽ tặng cho các cô chú anh chị nghe câu một bản vắng giọng Kim Lan với lại câu 1 câu 2 giọng cổ. Thank you.
Rồi, con cảm ơn chú Lượm rất là nhiều. Con chúc chú Lượm luôn có sức khỏe để mà đi phục vụ cho các đám tiệc, cũng như là có cái đồng tiền để mà mưu sinh trong cái cuộc sống hàng ngày chú Lượm. Thôi, cũng cho tôi xin nói câu. Dạ. Cái này là em Út nói sao tôi nghĩ vậy. Dạ. Nhưng mà cái này là cũng như mình á, tài nghệ thì nó cũng không có bấy nhiêu. Dạ. Thì nó ngay anh em đồng nghiệp thì cũng rất đông. Dạ. Thấy không? Thì cái này là mình đờn ở đây để nghe chơi thôi, chứ không phải là để nói cái hình thức mà phe phan gì nha. Dạ. Nếu mình có thiếu sót cái gì thì coi như mong mỏi anh em cũng thông cảm. Nói vậy thôi. Dạ, đó là cái lời chia sẻ thật của chú Lượm mọi người cả nhà. Thì chú đàn để mà cho cả nhà mình cùng thưởng thức. Thưởng thức chứ không phải là khoe tài nghệ của mình cho nghe. Dạ. Rồi con cảm ơn chú rất nhiều. Con chúc chú sức khỏe và chúc chú thành công trong cuộc sống. Và con chào chú. Dạ, cảm ơn nha. Dạ.